Chào mọi người nha. Em thì có cái cây Huana này. Máy này thì em đặt thợ dọn nha mọi người. Con này là mã nó là 135E. Công suất nó là 40,1,9 cc nha. Là gần 41 cc, nặng 40 ly. 4,6 kg nha mọi người. Máy còn khá là ok. Thụy Điển nha, hàng của Thụy Điển nha mọi người. Tem nó hơi rách tí. Này thì cái lam hu của nó, nhưng mà cái không có xích mọi người. Tiền có đẹp nha, máy này thợ dọn hết rồi. Căn chỉnh lam xích thì cũng rất là dễ. Này mở cái này ra, nới lỏng ra, căn chỉnh lam xích rất là dễ. Đó đẹp. Không có xích. Thì cái cây này em tính rẻ cho mọi người, tại vì công suất nó là tầm trung, các cây gia đình rất là ngon. Máy đã dọn rồi nha. Cái này để cho mọi người không có xích ha, thì về mình mua cái cọng xích mới đắp vô nha, nó chạy như là xích 91 á mọi người. Con này để cho mọi người một 2 triệu. Cái này để cho người 2,3 triệu nha. Cái này để cho người 2,3 triệu. Đó, máy đã dọn rồi nha, không có xích. Đó, anh em về tự mua xích nha. 2,3 triệu nha mọi người, không bao ship nha. 40 cc, gần 41 cc là hiểu rồi. Khá là khỏe. Giá này là giống như giá sỉ luôn rồi. Có một cây duy nhất thôi. 2,3 triệu không bao ship, mua thì chốt nhanh nha. Công suất nó dùng khá là ổn mọi người.